Rồi Tùng xin chào mọi người nha. Thì tiếp tục trong clip hôm nay, Tùng sẽ giới thiệu cho mọi người một số mẫu cần mới về. Và Tùng sẽ thanh lý lại những cái cần bữa trước Tùng bán nha. Tùng sẽ thanh lý lại. Thì ở trong clip này Tùng sẽ có 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cây nha. Thì Tùng sẽ có 9 cây cần để thanh lý cho mọi người. Thì đầu tiên ở đây Tùng sẽ có 2 cây mơ công, 2 cây mơ công cống gốc. Thì đây là cây mơ công ra 2. Độ cứng nó là XXH mọi người, XXH nha. Thì anh em nào mà xem những cái kênh YouTube của Hình Kho Fishing đó, thì người biết cái cây rồi. Đó, thì đây là cây cắm gốc 24, bao nhất tại chỗ 10kg. Đó, thì nó chỉ 24 cắm gốc nha. Thì nó sẽ phù hợp cho anh em là câu rất là nhiều thao loại, đặc biệt là câu xuồng á mọi người. Câu xuồng mọi người câu ở các cái bè á thì rất là tiện lợi nha. Thì bao nhất tại chỗ 10kg. Anh em nào mà có sức á thì cứ nhắc nha, còn không có sức thì thôi nha. Đó, thì toàn bộ cây này là đặt từ trên xuống dưới bung. Đó, nó sẽ có 3 size H, XH và XXH nha mọi người nha. Thì ở đây Tùng sẽ có 2 cây là XXH. Thì nói chung Tùng giới thiệu sơ mọi người thôi. Thì 2 cây này là anh khách anh đã chốt rồi, thì Tùng sẽ ship cho anh khách nha. Đấy, thì toàn bộ cái cây này là khoen Fuji Origin. Đó, và bát là bát Fuji tem đen nha mọi người nha. Fuji tem đen đây. Nói chung là bát Fuji là tốt rồi mọi người. Bát Fuji tem vàng hiện tại là tốt hiện tại bây giờ nha. Đó, thì bộ Fuji tem đen là thua Fuji tem vàng thôi. Thì nó sẽ được bọc là cán gỗ. Nhưng mà cái cán gỗ đây có một khuyết điểm á, đó là khi mọi người câu nắng mưa một thời gian á thì nó sẽ bị nứt nha mọi người nha. Đó, thì nói cho mọi người biết, anh em câu á thì anh em xài con này rồi anh em biết, tuy nó đẹp thật nhưng mà nó sẽ nứt. Nhưng mà nếu mọi người muốn đẹp á thì mọi người sẽ mua một màng co, mọi người sẽ bọc lại. Đó, thì cái này nó sẽ có 3 size, H là 2 ly 4, XH là 2 ly 6 và XXH là 2 ly 8. Thì nếu anh em cứng á thì chơi XH, còn anh em nào muốn mềm á thì sẽ H và XH. Thì H á 2 ly 4 thì người có thể lua được nha. Nhưng mà đối với những cái đầu bu như thế này á mọi người, đầu bu như thế này anh em lua á thì anh em sẽ xài những cái da bê lớn nha. Tại nếu anh em xài những cái da bê nhỏ thì khi anh em ném mồi ra nó rất là dễ bị rối. Thì cái cần đây mọi người đi được câu lua á, mà xài dây bay lớn mọi người kéo cá là bao luôn nha mọi người nha, bao gãy luôn. Đó, rồi ok, thì hai cái này thì tạm anh khách đã chốt rồi nha mọi người nha. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ qua cây Arsenal. Đây là cây hãng, thì cây hãng này có giá là 1.750.000 nha mọi người, giá mới nha mọi người nha. Toàn bộ nó là khoen Fuji Ujin. Đó, và bu nó là bu Aconite, bu Aconite, đầu bu Aconite 12 nha mọi người nha. Tôi toàn bộ khoen nó là Odin hết. Mọi người đợi Tùng xíu nha. Rồi, tiếp tục nha mọi người nha. Thì bát của nó là bát Fuji tem vàng nha mọi người nha. Thì cái cây này là nó có 3 phiên bản, màu xanh, màu đỏ. Và một màu nữa Tùng quên mất nha mọi người nha. Thì cái đây là cây màu đỏ này mọi người. Đó, thì cái này test là cái dưới 2kg mồi bình thường nha mọi người nha. Này, toàn bộ nó là căng mút OA nha mọi người nha. Căng hở 3 khúc này, một khúc này, hai khúc, ba khúc đó. Fuji tem vàng nha mọi người nha. Thì cái này là Fuji tem vàng là tốt rồi. Đó. Đó, cây này còn khá là mới luôn nha mọi người nha. Thì cây này là cây cắm trên cắm xuống nha mọi người nha. Đó, cây cắm trên cắm xuống nha. Nó không có cái tigo như cái cây khi mọi người nói vào nó sẽ có dư nha. Thì cái cây này cây cắm xuống luôn. Đó. Đây, foil là foil 3x nha mọi người nha. Thì foil này rất là dày luôn. Đó, thì giá mới cái này là 1.750.000, Tùng bán trong clip này là 1.200.000 nha mọi người nha. Đây. 1.200.000 khoen Fuji Ujin. Đấy. Rồi tiếp theo Tùng sẽ qua cái cây, đây là cái cây Montebro. Đây, cây này cũng rất là mới nha mọi người, còn tem luôn này, độ cứng nó ít thác nha mọi người nha. Thì đối với cây cần dẫn là mọi người biết rồi, nó sẽ tốt hơn cây cần hãng, foil từ foil đến khoen, khoen là khoen khoen dẫn luôn. Đó, thì khoen này là khoen Fuji Ring, bu là bu Aconite bu 16 nha mọi người nha. Bu này bu 16 thì mọi người có thể nhét cái màn níu qua được luôn. Đó, thì cái này là tigo này mọi người, đây là cái tigo. Đó, nó khác với cây cắm trong này. Thì khi mọi người nói xuống thì tất nhiên nó sẽ hư, nó sẽ dư một khúc. Đó, dư một khúc nha. Thì mọi người câu vào lâu dài thì nó sẽ mòn. Thì cái này nó sẽ có là cái vòng CNC. Đó, vòng giống như đời mới bây giờ nha. Và bát Fuji tem vàng. Chân của nó là chân
cắn hở hai khúc da mũi nè, và dưới nó là cái Fuji nha mọi người, cái cao su dưới là Fuji nên nó rất là bền và rất là chắc đó. Như còn hãng ở đây là Mood nha mọi người, Mood này Eva đó, Fuji. Rồi giá cái này là 1.8 triệu nha mọi người nha, 1.8 triệu bu 16 đó. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ qua cây đây là Dawa Tournament. Đợt trước Tùng bán là cây này 2.5 triệu nha mọi người, thì trong clip này Tùng sẽ sell là 2.3 triệu, Tùng sell xuống luôn cho anh em chơi luôn. Bu là bu 16 không, thì cây này nó có cái dòng chống nổ này đó, foil được foil carbon 1k nè mọi người đó, Lumat 1.5 kg, ném mồi đó nha mọi người nha, mát 40 kg. Cái này nó có vòng CNC này, bát di tâm vàng luôn. Thì cái này nó là có ốp carbon ở dưới này, Tùng coi thôi, ở dưới này nó cũng là cao su Fuji luôn nha mọi người nha. Đây, vòng cao su Fuji luôn. Thì cây này Tùng sẽ khoen nó là khoen Aconai nha mọi người nha, bu 16 full Aconai. Aconai thì nó sẽ tốt hơn khoen Orin nha mọi người nha. Đó. Giá là 2.3 triệu. Khoen Aconai nha mọi người nha. Đấy, cây này cũng rất là mới luôn nha mọi người nha. Carbon 1K cũng rất là mới luôn. Đó, anh em nào mua thì lấy này. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ qua cái cây. Đây là cây LED Ultra nha mọi người nha. Cây LED Ultra đều mới. Đó. Còn rất là mới luôn nè mọi người. Bu là toàn bộ khoen của nó là Aconai hết luôn. Bu là bu 12 nha mọi người nha, bu 12 Aconai hết luôn, full Aconai. Đấy. Bát là bát Fuji tem vàng. Đó. Thiết kế là kiểu nha mọi người nha, kiểu giờ nó có vòng chặn luôn. Nó có thiết kế một cái vòng chặn nè, đó, vòng chặn. Mút ở dưới là mút nha mọi người nha, mút Eva này, nó không có cái vòng cái miếng cao su Fuji, nó không có nha. Thì toàn bộ cái này là khoen Aconai hết nha. Khoen Aconai hết thì giá này là Tùng sẽ sell xuống, bữa trước Tùng bán 2.5 triệu, bây giờ Tùng bán là 2.3 triệu, sell xuống nha. Đấy. Rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ qua cây, đây là cái cây Montebro. Hồi nãy cây Montebro kia là màu xanh nha mọi người. Thì bây giờ đây là cây Montebro màu đỏ. Thì cây này là mút hai khúc nha mọi người nha. Này, nó có dính keo này. Đó, mọi người thấy màu đen đen này không? Này. Keo. Đấy. Montebro Ultra. Thì cái Montebro Ultra này là cái đời mới nha mọi người nha. Thì toàn bộ nó là màu đỏ hết. Nè. Nó là cây cắm cái này là toàn bộ cái Tigo. Đó, dạng cắm Tigo nha mọi người, nó sẽ dùng khúc như thế này nè. Đó. Rồi, bu nó là bu toàn bộ nó là quên, cái bu là bu Aconai nha mọi người nha, bu Aconai 16. Đó. Đọt là đọt Belly 8 thôi. Toàn bộ khoen là khoen Fuji Ujin. Đó, bát là bát em vàng, nó có dính keo. Thì cây này cũng đồng giá là Tùng sẽ bán là 1.8 triệu luôn nha mọi người nha. Đây. Bu 16 Aconai, khoen là khoen Ujin nha mọi người nha. Nói chung tạm Tùng sẽ làm kỹ clip, anh em nào cứ coi thích cái nào thì lấy cái đó. Anh em nhiều Tùng thường Tùng bán cần hay Tùng bán trực tiếp tại Hồ Chí Minh thôi. Có nhiều anh em hỏi Tùng sao bán cần, nhưng thực sự Tùng có bán cần nha. Tại vì ship đi nó rất là khó khăn. Thứ nhất là ống nước, thứ hai là tiền, là tiền dạng như là tiền hàng cộng cộng mọi người, nên nó rất là cao. Đó. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ có hai cây Space Master. Đây, hai cây Space Master nha mọi người nha. Thì đây là cây màu vàng. Màu vàng được trước Tùng bán là full khoen Aconai, bu 16 vòng chống nổ. Bát là bát Fuji tem vàng, có vòng chạy CNC. Đó, ốp là ốp carbon. Ốp đích carbon nha mọi người, và có cái cao su Fuji luôn nha mọi người nhé. Đó, và nó đi chỉ rất là đẹp luôn. Không. Thì giá cây này được trước Tùng bán là 2.5 triệu. Cây này bảo lực nha mọi người nha. Đó. Test màu 20 kg bình thường. Cây này là cây Aconai. Giá là Tùng sell xuống, bữa trước Tùng bán 2.5 triệu, bây giờ Tùng bán 2.3 triệu luôn. Đó. Những cái cây mà đời ca cao Tùng bán đồng giá 2.3 triệu cho dễ nha mọi người nha. Và đây là một cây Spec Master tiếp tục, đây là cây màu xanh. Đấy, anh em nào muốn nổi á thì lấy cây Spec Master này. Thì hai cây này nó cũng giống như nhau thôi. Nhưng mà cái cây này là bu thì bu 16, có vòng chống nổ giống như cái cây màu vàng thôi mọi người. Nhưng mà bu 16 là Aconai, toàn bộ khoen lại là khoen Ujin luôn. Nhưng mà cái cây màu xanh này còn mới hơn nha mọi người nha. Này. Đó, nó cũng có vòng CNC nè mọi người. Dưới này nó bọc màng co, cái này là bọc màng co, nó sẽ dơ khỏi dơ nha. Thì cây này là khoen Ujin bu Aconai 16, giá nó là 2.3 triệu nha mọi người nha. Này. Đó, đó là toàn bộ những cái cần mà hôm nay Tùng sẽ bán.
giá và tình trạng thì Tùng cũng nói hết cho mọi người rồi. Thì trong ở đây, trong clip này Tùng sẵn là khuyên người như này. Nói chung là mấy bữa nay Tùng cũng đưa có đi mua cần mọi người. Thì Tùng xuống tiết dưới Bình Dương lận. Thì nếu anh em nào mà không có kinh nghiệm mua cần á, anh em nào mua buổi tối thì nên cẩn thận. Khi mà Tùng chốt người ta thì người ta nói là cần ok hết, từ A đến Z hết. Nhưng mà khi Tùng xuống mọi người, đó, ví dụ mọi người so sánh cái đọt này. Khi Tùng coi ok hết nhưng mà Tùng so sánh cái đọt thì cái đọt nó bị ngắn hơn như này. Lúc đầu người ta nói 3 mét nhưng mà thực sự cần nó chỉ có 2.7 thôi người, mà nó đã bị gãy rồi. Và người ta đã hạ xuống nhưng người ta không nói mình. Đó thì Tùng mất thời gian đi và về. Đó là một đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nè, khi mà Tùng mua cần người ta nói là khoen bát ok hết, giống như Tùng nói nè, như trong clip Tùng nói là khoen bát ok hết thì nó là bao mọi người ok hết. Nhưng mà khi Tùng mua cái cần ở đó cũng là dưới Bình Dương luôn, thì anh Đông nói là khoen ok hết, bát ok hết. Nhưng mà khi Tùng xuống Tùng, buổi tối luôn 9 giờ 10 giờ Tùng xuống đó thì Tùng coi là coi ban đêm coi sơ thôi ok. Nhưng mà khi Tùng nói thôi đỡ em coi cái khoen thôi nha, thì Tùng sẽ coi cái khoen đầu ba này mọi người, nó sẽ bị bể sứ đó, bể sứ nha, bể luôn ở mép trong này. Từ khi sứ bể nứt ở đằng sau, nhưng mà bể á thì mọi người sẽ ném dây nó bị cào luôn, nó bị đứt dây nha. Đó nên mọi người sẽ chú ý. Đó thì anh khách đó nói ủa cái này bình thường đó, nhưng mà thực sự không bình thường đâu mọi người. Lấy thì Tùng có thể giờ Tùng thấy được, nhưng mà Tùng không lấy. Với lại là anh đã nói là lúc đầu là nó ok hết, nhưng mà khi mà Tùng hỏi tới á thì nó đã bị bể đó. Nói chung là Tùng cũng không có lấy luôn. Nói chung là mất thời gian mọi người, mất thời gian đi. Nói chung là rất là ấy. Còn khi mà cần Tùng bán á thì Tùng bao mọi người là khoen bát ok hết đó, không nứt, không bể, không gãy đó, thì Tùng bao mọi người hết nha. Mọi người cứ kiểm tra, mọi người kiểm tra ok thì mọi người lấy. Cho nên những cái anh khách bán Tùng á, nói chung là mình cũng tốn thời gian, mình tốn tiền mình đi, có nghĩa là mình sẽ nhận được một bài học mọi người, mình sẽ rút được kinh nghiệm đó. Thì mọi người khi mọi người mua thì mọi người kiếm những cái chỗ nó uy tín mọi người mua nha mọi người nhé. Đó, thứ nhất là nó tiết kiệm cho mình, và thứ hai là mình xài nó cũng được lâu dài hơn đó. Nói chung là Tùng cũng khuyên mọi người như vậy thôi đó. Còn những anh em nào không có mua Tùng mà mua những nơi khác thì Tùng cũng cho kinh nghiệm mọi người như vậy đó. Mọi người cứ kiểm tra đó, khoen bát có ok không, còn có bị gãy không. Tại gãy người ta sẽ nói lại rất là tinh vi luôn. Người ta sẽ nói những cái mối nói như thế này nè, nó che lại mọi người. Và ở trong người ta sẽ đúc cái carbon đặt lại mọi người, người ta quấn. Nên khi mọi người dính những con cá lớn thì nó sẽ bị gãy. Được gãy ra thì mọi người sẽ thấy liền. Đó, một là mọi người gãy cho gãy luôn, mọi người hạ đọt. Đó. Còn nếu mọi người nói lại như vậy thì trước sau thì nó cũng gãy hết nha. Đó thì mọi người chú ý. Rồi, đó là toàn bộ những cái kinh nghiệm mà Tùng chia sẻ cho mọi người thấy hay á thì mọi người lưu lại để mọi người note lại, mọi người thôi đi mua. Đó, còn trong clip này mọi người thấy hay đó là làm mình ký giúp Tùng nha. Rồi anh em nào chốt cái cần nào thì liên hệ Tùng. Thì hai cây Mekong này Tùng đã chốt cho khách rồi. Còn những cây hãng là rẻ 1.2 triệu nè. Còn những cái cây còn lại thì anh em nào thích cây nào thì anh em cứ alo hoặc nhắn tin Zalo Tùng nha. Thì như cũ Tùng sẽ nhận cọc và Tùng sẽ ship cho mọi người. Còn anh em nào ở Sài Gòn, nếu mà gần Tùng sẽ hỗ trợ ship cho người luôn. Còn anh em nào muốn trực tiếp tới coi hết những cái cần này, ok cứ qua công ty Tùng nha. Thì Tùng sẽ đưa cho mọi người coi. Đó, mọi người thấy thích cái nào thì chốt cái đó. Đó nha, còn cần Tùng bao cho mọi người hết. Khoen bát bình thường, không có bị vấn đề gì hết. Còn nếu có lỗi, Tùng sẽ chịu trách nhiệm và Tùng sẽ trả tiền lại cho mọi người luôn. Đó, ok. Rồi cảm ơn người nhiều nha. Bye bye.